một công việc với hai triệu một lương. Yeah. Cái gì đẹp? Tôi phối với cái gì? Quần áo và cột bò. Quần xét thôi chứ quần bò thì là màu sẵn. Mua màu đen đó. Em thích màu này. Mua màu đấy. Nhưng màu đấy không biết cũ về cái gì.